Dạ vâng, cửa hàng nông công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng chúng em tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em lại có test ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em giới thiệu cho các bác một máy cưa siêu VIP chất cỡ lượng các bác nhá, siêu hiếm khó tìm luôn. Estin 026 đời đầu các bác nhá. 026 đời đầu. Máy móc nguyên zin nguyên bản luôn các bác ạ. Tình trạng coi, con này Estin 026 này, công suất thì cực kỳ khỏe các bác nhá. 48,7 cc gần 49 cc các bác nhá. Sản xuất năm 1991, Estin 026. Máy móc nguyên zin chất lượng cho các bác luôn. Nòng hơi thì bao cứng cáp các bác nhá. Máy móc cực kỳ đẹp này, 026 của nó đây các bác. Cái tem này thì nó đã quá cũ rồi, một thời gian rồi đúng không ạ? Gọi như là chiếc máy cũng khá là lâu rồi, hệ đời đầu mà. Còn này thì tích hợp sẵn của nó là hai ốc lam, vặn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản luôn, làm xích cả nguyên zin của nó hết các bác nhá. Đó. Công suất thì cực kỳ cao, gần 49 cc, 49-50 cc rồi. Vòng tua con máy thì cực kỳ khỏe, tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác luôn. Làm của nó là làm mặt cắt của nó là được 40 hay 45 phân đây. Để em một xíu nhá. Cái này nó bị nấy đó rồi. Thông số mà nó bị ấy, hình như là làm của nó là làm 45 phân nhá các bác nhá. Thắng xích còn sử dụng đầy đủ nguyên. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên tất cả các bác nhá. Hệ Estin 026 đời đầu, cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác. Các bạn nhìn qua phần bộ e của nó nhá, chưa hề rách rưới hay làm sao cả, nguyên zin hết từ A tới Z, đảm bảo cho các bác luôn. Hàng tới bao cho các bác bao test nổ thoải mái, kiểm tra linh kiện đầy đủ. Đó, cả chúng em thì đã cam kết cho các bác máy móc như thế nào thì trên video cả chúng em sẽ quay kỹ và chắc chắn luôn các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi các bác đặt của cửa hàng chúng em. Các bác nào đang cần tìm một chiếc máy cưa khai thác mà cỡ lớn lớn một tí xíu đấy ạ, thì các bác tham khảo cái con này các bác nhá. Siêu chuyên nghiệp luôn rồi. Về các bác sử dụng chuyên nghiệp thì các bác nên sử dụng mấy cái dòng như thế này, bởi vì chịu lực của nó rất là tốt. Đó, lốc của nó là lốc nhôm luôn các bác nhá, nên là chịu nhiệt của nó thì vô cùng tốt luôn rồi. Các bác không cần phải lan tan, công suất lại cực kỳ khỏe nữa. Về mà các bác cần tìm một chiếc máy cưa mà lớn một tí xíu thì các bác tham khảo được con này. Đó, mà hệ Estin cái vòng tua của nó thì rất là khỏe. Đó, công suất của nó thì có 40 mấy cc, nó gọi là 49 cc thôi. Nhưng mà em nghĩ nó phải ăn đứt lại những cái dòng như hệ khác về mà 5 mấy cc cả. Vòng tua Estin thì sử dụng cực kỳ sướng luôn các bác ạ. Rồi, cả hàng chúng em xin phép test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy các bác nhé. Chúng em đã căn chỉnh cũng như là test nổ, dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng của cửa hàng chúng em. Và nếu các bác đặt hàng của cửa hàng chúng em thì trước khi gửi đi, cửa hàng chúng em vẫn kiểm tra lại một lần nữa cho cam kết cho các bác tới tay các bác sử dụng có thể chắc chắn nhất các bác nhé. Đó. Rồi, vậy thì kết thúc video tại đây. Thì cửa hàng chúng em xin gửi lời chào thân thương các bác đã theo dõi kênh của hàng chúng em. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.